quan điểm cho rằng việc đảo lộn quyền phá thai ở Hoa Kỳ có thể dẫn đến sự suy thoái về quyền của các cặp đồng tính đã được chia sẻ bởi ông Jim Oppengefeld. Oppengefeld là nguyên đơn được nêu tên trong vụ kiện đưa lên tòa tối cao năm 2015, xác lập quyền kết hôn của các cặp đồng tính ở Mỹ. Sau chiến thắng hợp pháp của mình, Obergefell bắt đầu trở thành nhà hoạt động xã hội và chính trị. Kể từ khi ông trở về sống ở tiểu bang Ohio, quê hương, năm nay ông đang tranh cử vào một vị trí tại Hạ viện Ohio. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, ông đề cập đến bản ghi nhớ về phá thai bị dò dỉ tại tòa tối cao. Đó là vụ viên chức y tế tiểu bang Mississippi kiện tổ chức y tế phụ nữ Jackson ông nói ông rất kinh hãi trước hồ sơ bị dò dỉ này vì ngôn ngữ trong bản ghi nhớ đã hạn chế quyền phá thai hay quyền được nhận dịch vụ phá thai theo ông quyết định trong bản ghi nhớ bị dò dỉ rõ ràng tấn công rất nhiều quyền của người phụ nữ tấn công vào nhiều tiến bộ mà đất nước hoa kỳ đã đạt được vì thế ông rất quan tâm trong cuộc phỏng vấn OpenCafeo tiếp tục mô tả nơi ông và những người khác nhìn thấy con đường đầy bi quan sắp tới. Theo ông, điều đáng quan tâm là việc lý luận chống lại những quyền con người cơ bản khi không được liệt kê một cách cụ thể theo từng chữ trong hiến pháp, trong khi chúng đã trở thành truyền thống. Nước Mỹ đã có truyền thống và lịch sử lâu đời. Bình đẳng trong hôn nhân cho cộng đồng người đồng tính LGBTQ+, chỉ mới có sau 7 năm mà thôi, theo ông. Con đường ủng hộ quyền tiếp cận hôn nhân cho các cặp đồng tính của Oppengefell bắt đầu như một sứ mệnh cá nhân. Sau hơn hai thập kỷ bên nhau với người bạn đời John Arthur, Oppengefell đã cầu hôn vào năm 2013 khi Arthur sắp chết vì bệnh sơ cứng, teo cơ. Cặp này kết hôn tại tiểu bang Maryland Nơi hôn nhân sau đó được xem là hợp pháp vào thời điểm không được công nhận ở tiểu bang Ohio là quê hương của họ. Trước khi Arthur qua đời, cặp đôi được biết luật Ohio quy định rằng tên của Open không được liệt kê là vợ chồng trong giấy chứng tử của Arthur, trong khi Arthur lại được liệt kê là độc thân. Open đã kiện bang Ohio và được chuyển đến tòa tối cao. Năm 2015, các thẩm phán đã ra phán quyết ủng hộ Obergefell để bảo đảm quyền kết hôn cho các cặp đồng tính. Kể từ quyết định này, Obergefell đã trở thành người tổ chức lễ cưới cho các cặp đồng tính và dị tính. Thậm chí còn đọc quyết định của Bộ Tư pháp Anthony Kennedy trong các buổi lễ mà ông dẫn đầu. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, tuy nhiên, Obergefell tiếp tục bày tỏ những lo ngại chung về điều mà ông mô tả là sự xâm phạm quá mức đối với quyền riêng tư trong cộng đồng người đồng tính. Đề cập đến vụ kiện tại tòa tối cao năm 2003 khi tòa chống lại các hành động nhắm vào người đồng tính, nhưng giờ đây ông lo sợ kết quả này có thể bị đảo ngược nếu như tòa cũng đảo ngược quyền phá thai cho phụ nữ sắp tới. Hoàng Trọng Thủy tường trình cho đài lý Sài Gòn TV.